nè, ha ha nhiều đau bụng. Tại sao nhìn lên ha ha nhiều cưới à? À, Jackie nha, Gip Gip à, Jackie Mr. Huang Gip à, Gip lên cái mà. Dạ. Tại sao nhiều xoắn sợ mà. Mà bơi cười không? Boy Tại sao son? son shopping son good Tại sao không biết son? Tại sao trông biết son? chồng test chồng biết Biết à? Tí không biết son. chồng biết vợ nha. Không, vợ không biết son. Tại sao bơi biết son? Chồng test chồng biết. Biết à? Bơi gần. Bơi. Tại sao gần? Ông cưng biết son. Tôi không biết. Bơi xem biết không? Không biết. Không. Cháu ơi chồng. Play game giúp ai? Ai kịp break ăn á? À. Bác. Bác. Bác support anh Đạt với cam MV. Hiểu. Bác lúc MV may mắn khi có em hiểu không? Có Flycam đẹp. Đẹp bác kịp. Game à? Không game cái gì? Trong play cam game không MV. Tại Không, sao MV công có việc. nói rồi? Công việc đợi một tí nhé bạn nhé. Ở đâu? Đầu quay nét. Không. Một. Hai. Phi nhìn trong. Tại sao nhìn quay nét? Có. Ở trong open phi nhìn. Nè. Ồ. Ê, vì nhìn trống. Nhìn gì? Nhìn toilet Nhìn à? toilet. Ừ. Sợ ma. Có, mọi người nhìn không? Hả? Mọi người nhìn không? Có. Có cái gì? Có nhìn. Không, Oni không mọi người nhìn sợ ma. Có. Có nha mọi người nhỏ, có. Mọi Nhìn người nhìn. có bên có. Ừ. Không. Đúng. Tại sao mọi người nói go look, go nhìn à? Vô lúc cái gì? Go nhìn xem go nhìn. Nè, nè, nè. Không không. Nè. Thì nghe nhá. Chồng chồng check, chồng không 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 ấy. Chồng không Check hả? nhiều. Check nhiều. Hôm nay hôm qua, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 9 giờ, check nhiều. Không trách nhiều. Vợ ơi. Vợ. Ừ. Phi không nhìn, Nói thế không nào? có, không có người, Nói thế nào? không có người. Tại Nói sao thế nào? Phi nói giả? Không, Vi nói ừ. Vi nói nè, nói với ai? Không có người. Nhìn ai? Nhìn trông Không có. tại sao không có
Udah jadi tuh kan aku kan udah agak sedikit-sedikit bisa bahasa bahasa Vietnam kan. Kalau curhat curhat dia tuh curhat, aku curhat, saling curhat-curhat kayak gitu loh guys, kayak orang bodoh kita berdua. Terus kalau kalau dia ngomong kan aku rada rada-rada ngerti, tapi kalau aku ngomong dia sama sekali nggak ngerti. Dia ngertinya ya Allah gitu doang. Ya Allah. Itu kan. Nah, tahu nggak? Aku tuh cerita soal peran. Lagi tak kataku. Aku tuh cerita soal perempuan tentang sertifikat. Dek motivi no, mau ngai không biết. Jadi tuh aku tuh cerita tentang perempuan yang minta sertifikat rumah itulah. Aku cerita itu kan pakai bahasa Vietnam. Nah, aku tuh suka curhatin FYP-FYP ke dia, orang bodoh. Terus dia juga curhat-curhat, hari ini aku tuh gini, gitu. Phi nói gần có nha. Cái thôn nói boy nha. Nga ở đâu? Tóc sợ mà. Em vậy? Xem Phi nói hôm qua. Nè. Hôm qua Phi nói trong boy kết hôn. Ừ, hiểu, trông biết. Ừ, đúng. Bye bye. Ừ, đúng. Đúng. Tao không gút nhá. I don't care. Chồng ơi. Ê. Trong có không? Hả? Có Adam berjoget. Nói cái Aku gì? mau Adam berjoget. À, từ từ đợi một tí trong inbox. Tomorrow chồng MV. MV cái gì? MV chồng hát. À. Nè 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 nè.